Phùng Ngọc Huy xúc động được con gái La Vi nấu ăn cho, La Vi đã lớn thật rồi. Trong đoạn video clip mới chia sẻ trên Facebook cá nhân, Phùng Ngọc Huy xúc động khi lần đầu tiên được con gái La Vi nấu cho một bữa ăn hoành tráng với đầy đủ các món đồ từ A đến Z. Bé đã đi siêu thị tự tay mua tất cả các nguyên liệu về nấu cho ba món lẩu hải sản, đặc biệt cách nấu của bé làm cho anh thấy rất hợp khẩu vị, thật không ngờ sau bao năm xa cách, con gái chỉ 10 tuổi có thể làm những việc anh cũng không nghĩ tới. La Vy nói với ba rằng bé đã bắt đầu học nấu ăn từ sách vở và được cô bảo mẫu chỉ dẫn thêm từ hai năm trước bé vẫn thỉnh thoảng tự nấu ăn và lấy đó làm niềm vui những ngày cuối tuần cô bảo mẫu của bé cho biết rất ngạc nhiên vì khả năng nấu ăn của bé bé hoàn toàn tự nấu ăn được từ năm 8 tuổi điều đó cho thấy khả năng tự lập của Lavi hơn 3 năm đã trôi qua kể từ khi diễn viên mai Phương qua đời giờ đây người hâm mộ dành nhiều yêu thương và quan tâm cho cô bé Lavi được biết La Vi sống cùng bảo mẫu và được cô nuôi dưỡng chăm sóc tận tình như con ruột. Trên trang cá nhân, cô bảo mẫu thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường của La Vi, nhận được nhiều quan tâm từ khán giả. Ở tuổi lên 10, bé La Vi không chỉ lớn lên ngoan ngoãn mà còn bộc lộ tài lẻ về nghệ thuật. Mới đây bảo mẫu đã chia sẻ khoảnh khắc La Vi tập nhảy khiến công chúng vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó, nụ cười hồn nhiên, tính cách giản dĩ và tương tác tốt với ống kính của La Vi cũng gây chú ý không kém. Đây không phải lần đầu tiên bé La Vi gây bất ngờ với tố chất nghệ thuật. Nếu theo dõi trang cá nhân của Bảo Mẫu có thể thấy, bé La Vi yêu thích ca nhạc, được học nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar. Gần đây La Vi còn thử sức với vai trò mẫu nhí khi chụp ảnh cho một nhãn hiệu thời trang. Càng lớn cô bé càng được nhận xét là vô cùng xinh xắn như một phiên bản nhí của mẹ Mai Phương. La Vi còn có thành tích học tập tốt, cô bé luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và được nhà trường tài trợ học phí đến hết cấp 3. La Vi đang học tại trường quốc tế song ngữ Học viện Anh Quốc UK Academy. Trong đó, Mức học phí chọn gói 12 năm học tại trường là khoảng 1,8 tỷ đồng. Như vậy, một năm học tại trường, phụ huynh cần trả học phí 150 triệu đồng. Ốc Thanh Vân, người chị thân thiết của Mai Phương từng nhận xét, La Vi là một đứa trẻ mà số phận có phần đặc biệt. Chắc chắn bạn cũng hình dung ra sẽ không thể giống như đứa trẻ bình thường. Nhưng hiện tại con rất vui, học tốt, lớn nhanh, lên cân nhanh hơn cả cô La, nhà ốc nữa.